Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Thủy nha. Sẽ có một số hoa giấy gồm có mandarin, dưa hấu đỏ với cô chú anh chị em, tím lửa màu cà. Rất là nhiều loại hôm nay rực rỡ hoa. Tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh sưu tầm nha. Rồi em chào chị. Chào Pháp Thái, chào cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em clip vừa rồi nha. Bữa nay em có lên mới hoa giấy ghép thành phẩm đó, mong cô chú anh chị xem cuối clip để ủng hộ em ạ. Địa chỉ nhà vườn em là Tăng Khánh Trung, lớp Giò, Đồng Tháp. Số điện thoại em là 0969553364, đồng thời cũng là số Zalo của em. Không mất thời gian của chú anh chị, em lên mã M1 ạ. Một cây cành vàng lá ngọc hoa đỏ anh chị em, Thimarat. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 60, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 76 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 12 ạ. Cây mã M1 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 150k nha. 150k cho cây mã M1. Dạm bao phí ship toàn quốc của anh chị em. Tiếp theo em lên mã M2 ạ. Một cây tím lá xanh, còn gọi là tím Huế ha. Cây đang sổ cứng búp. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 55 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 72 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 11 ạ. Cây mã M2 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 150k nha. 150k cho cây mã M2 ạ. Dẫm lên xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M3 ạ. Cây này thì gồm có mandarin và son môi cam của anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 62 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 72 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 19 ạ. Cây mã M3 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 230k nha. 230k cho cây mã M3 ạ. Giảm nhìn xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M4 ạ. Một cây lá xanh nhiều màu lùng lực, gồm có Milo 1 quý anh chị em, Phụng Bằng Lửa là 2, Kayata là 3, Đỏ Red Pizza là 4, Tím Tuyết là 5, Trắng Tuyết là 6, Cam Lửa là 7. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 65 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 67 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 28 ạ. Cây mã M4 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 580k nha. Có dưa hấu vàng nữa nhưng mà chưa lên hoa nữa là 8 quý anh chị em. Một cây lùng lực. 580k thì cây mã M4 ạ. Giảm nhanh xuống ạ. Cây xứng đáng của anh chị em. Tiếp theo em lên mã M5 ạ. Tiếp tục là một cây nhiều màu lá xanh. Cây này thì dưa hấu nè quý anh chị em. Dưa hấu là 1 nè. Kayata là 2, Đỏ Red Pizza là 3, Hồng Tuyết là 4, Phụng Bằng Lửa là 5, Trắng Tuyết là 6, Tím Lá Xanh là 7. Chưa lên hết đó quý anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 64 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 82 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 24 ạ. Cây mã M5 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 580k nha. 580k cho cây mã M5 ạ. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M6 ạ. Một cây mandarin dòng đổi màu của anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 67 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 69 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 14 ạ. Cây mã M6 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 160k nha. 160k cho cây mã M6 ạ. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M7 ạ. Một cây tím cà, tím lửa màu cà của anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 72 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 88 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 16 ạ. Cây mã M7 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 370k nha. 370k cho cây mã M7 ạ. Giảm thêm xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M8 ạ. Một cây tím lá xanh siêu bông. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 52 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 72. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 13. Cây mã M8 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 150k nha. 150k cho cây mã M8 ạ. Giảm nhanh xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M9 ạ. Một cây chiều tím lá vàng của anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 62 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 66 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 15 ạ. Cây mã M9 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 340k nha. 340k cho cây mã M9 ạ. Giảm lên xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M10 ạ. Một cây tuyết trắng siêu bông.
ngang ở đây em đo được cho mình là 1 mét, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 92, hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 19, cây mã M10 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k nha, 350k cho cây mã M10 giờ em xin xuống. Tiếp theo em lên mã M11, một cây tiểu Ấn Độ, một cốt dáng trực bên chèm, đang sổ búp ha. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 66, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 1m15, hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 19, cây mã M11 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 380k nha, 380k cho cây mã M11, giảm sinh xuống. Tiếp theo em lên mã M12, một cây Kayata siêu hoa. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 99, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 95, hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 25, cây mã M12 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550k nha, 550k cho cây mã M12, giảm sinh xuống. Tiếp theo em lên mã M13, tiếp tục là một cây Kayata siêu hoa. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 70, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 83, hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 21, cây mã M13 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 500k nha, 500k cho cây mã M13, giảm sinh xuống. Tiếp theo em lên mã M14, mà số 14 là một cây hồng gân quý anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 69, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 87, hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 18, cây mã M14 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 260k nha, 260k cho cây mã M14. Tiếp theo em lên mã M15, tiếp tục vẫn là một cây hồng gân. Ngang ở đây em đo được cho mình là 73, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 85, hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 18, cây mã M15 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 260k nha, 260k cho cây mã M15, giảm sinh xuống. Tiếp theo em lên mã M16, một cây Kayata siêu hoa, cây rất lực. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 78, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 88, hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 25, cây mã M16 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 530k nha, 530k cho cây mã M16, giảm sinh xuống. Tiếp theo lên mã M17, một cây cẩm thạch đỏ rất bi da quý anh chị em, cây này size lớn á, thích hợp cho quý anh chị em mình về khai thác bo nha. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 82, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 93. Cây này rất lực nha quý anh chị em. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 30, cây mã M17 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu nha. Cây này size không được luôn quý anh chị em. Dạ. Rất là nặng. Không xây được. Dạ, em xin xuống. Rất là to. Dạ, giảm xin xuống. Hôm nay xây lớn cho quý anh chị em mình sưu tầm ha. Tiếp theo là một cây cẩm thạch nhiều màu. Cây này tàn thả quý cô chú anh chị em. Tiếp theo em lên mã M18. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 96. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 92, hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 34, cây mã M18 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu nha. Cây này về quý anh chị em mình muốn bo cái phơm tàn toàn thì bo, còn nếu không mình vô dây mình cho bonsai nha. Cây này thì gồm có đỏ lửa là 1 nè quý anh chị em, tím lục bình là 2, cẩm thạch trắng là 3, đỏ rất pi da là 4, tím lụa là 5, milo là 6, hồng tuyết là 7. 7 màu. Tím siêu bông nữa 8 của anh chị em, 8 màu. Dạ. 1 triệu một cây mã M18 á, giảm sinh xuống á.
tiếp theo em lên mã M19 ạ. Một cây cẩm thạch đỏ rất bi da, phơm tàn cũng thả luôn. Quý anh chị em mình thấy nó cái độ sai hoa nè, nó lên mỗi nách lá là mỗi một cái hoa. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 1m05. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là cũng 1m05 ạ. Hoành hồi rất là đặc ha. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 38 ạ. Cây mã M19 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,3 triệu nha. Cây này về lấy bo rất nhiều nha quý anh chị em, tàn thả riêng nha. Dạ. Tàn riêng, chưa cắt cơi. Dạ. Từ trong cái nách thân mà nó ra hoa luôn. Dạ, dạ em xin xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M20 ạ. Một siêu phẩm một cốt quý anh chị em. Kajata. Dòng này nó siêu hoa, ra hoa liên tục. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 55 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 1m16 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 31 ạ. Cây mã M20 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 580k nha. 580k cho cây mã M20 ạ. Giảm sinh xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M21 ạ. Tiếp tục là một cây Kajata quý anh chị em. Mùa này chơi Kajata cực kỳ, nó sai hoa, không sợ mưa quý anh chị. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 62 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 92 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 24 ạ. Cây mã M21 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 530k nha. Phơm tàn đặc quý anh chị. 530k cho cây mã M21 ạ. Giảm sinh xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M22. Một màu hồng gân quý anh chị em. Cây xài lớn à. Đạn phun bông. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 95 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 1m15 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 18 ạ. Cây mã M22 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 460k nha. 460k cho cây mã M22 ạ. Giảm sinh xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M23. Một cây phối màu rất đẹp quý anh chị em, gồm có phụng quần lửa và hồng gân. Được 3 màu, trắng, hồng và đỏ. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 92. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 1m25. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 18. Cây mã M23 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 460k nha. 460k cho cây mã M23. Rực rỡ hoa. Tiếp theo em lên mã M24 ạ. Một màu hồng gân quý anh chị em. Có phụng bằng lửa nữa nhưng mà nó chưa nở nha. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 95 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 1m2 ạ. Phụng bằng lửa đang vô búp đâu quý anh chị. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 19 ạ. Cây mã M24 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 460k nha. 460k cho cây mã M24 ạ. Nhắm xuống xuống ạ. Mã số 25 là một màu hồng gân. Kẹo hoa của anh chị em. Tiếp theo lên mã số 25 M25. Tán ngang ở đây em đo được cho mình đó là 1m ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 1m25 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 20 ạ. Cây mã M25 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 460k nha. 460k cho cây mã M25 ạ. Dâm sinh xuống ạ. Tiếp theo em lên M26 ạ. Cây này hai màu rõ rệt quý anh chị em, gồm có hồng gân và phụng hoàng lửa. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 92 ạ. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 1m25 ạ. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 20 ạ. Cây mã M26 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 460k nha. 460k cho cây mã M26 ạ.
Dạ, cây mã M26 này cũng cây cuối trong clip của em mà mong cô chú anh chị xem ủng hộ em ạ. Em chào cô chú anh chị, chào hết thấy. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em ha. Hẹn gặp lại vào clip tiếp theo nhà vườn chị Thủy nha.